Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh Daily Official của mình nha. Chuyện là hai tuần trước thì mình có săn sale ở trên sàn S. Bữa đó tự nhiên tính săn trà sữa ở ngoài, lúc đó người ta mới khai trương chi nhánh mới Mecha, tính săn 10.000 hay 15k vậy đó, mà ra ngoài thấy đông quá nên thôi quành về xong thì mình có lên sàn S để săn, thì mình vô tình mình thấy cũng có được sale mấy cái trà sữa hiệu khác nên là uống thử coi ok không. Bữa đó mình lướt trên sàn S Food á, lúc đó này sale trà sữa phô mai tôi chỉ có 1 đồng thôi nên là mình đặt thử, rồi mình lướt coi còn cái gì ok và sale nữa không thì mình săn luôn để có mã giảm phí ship. Nếu mà trà sữa phô mai tươi giá gốc á là 22 cành lận nha. Kế tiếp đó thì mình săn được thêm một ly trà sữa trân châu với giá là 10 cành, giá gốc là 20 cành. Nãy giờ mình nói mấy cái ly trà sữa giá đó là size M thôi, còn các bạn nào muốn upsize lên L thì thêm 5-7 cành. Ngoài ra mình còn mua được thêm một ly trà sữa bánh lăng sale còn 18 cành, giá gốc là 22 cành. Và cuối cùng là một ly trà sữa kem trứng. Thì cái ly này mình không có lấy đá, sale 22 cành, giá gốc 26 cành. Khi mà mình không có lấy đá mà trà sữa kem trứng á thì mình thấy người ta có cho mình hai cái hộp này nè, không biết là của kem trứng hết không hay là của một hộp kem trứng cùng một hộp phô mai. Mình thấy á, một hộp kem trứng thì khá là đầy, còn một hộp kia là tầm nửa hũ nhỏ à, hình như là người ta bỏ mà nó không hết á nên người ta sang qua thành hai hộp. Bữa đó mình mua thì trước đó mình uống một ly trà sữa bánh lăng, mình có định uống chung một ly, rồi qua hôm sau á tự nhiên mình thèm trà sữa kem trứng nên là mình lấy trà sữa không nè, rồi bỏ miếng đá vô. Kem trứng thì lúc đầu người ta giao lại lỏng nha, nhưng mà các bạn bỏ tủ lạnh đó nó sẽ đông lại giống như trong video của mình vậy nè. Nếu mà các bạn lấy cái muỗng múc ở trên đó thì cái lớp kem trứng nó sẽ bé béo, còn khi mà các bạn quậy lên đó, nó hòa quyện với trà sữa thì nó sẽ không còn cái độ mà béo lúc đầu nữa, nó hòa quyện chung với trà sữa luôn. Nói chung là lần đầu tiên mình uống cái vị trà sữa ở đây mình thấy khá là ổn, không có nghe một mục béo giống như những cái chỗ khác mà mình uống. Các bạn có thể lên sàn Xfood để tìm kiếm trà sữa Rimi, rồi tìm chi nhánh nào gần mình. Thì mình đặt chi nhánh trà sữa Rimi ở Thạch Lam á, lâu lâu thì các bạn cứ lên đi, lâu lâu sẽ có đeo rất là nhiều luôn.